vấn nạn rạch giỏ và móc túi đã xảy ra từ rất lâu, khiến cho nhiều người hoang mang, lo sợ. Và chương trình Chuyện Cảnh Giác cũng đã từng tái hiện rất nhiều tình huống giúp cho quý vị cẩn trọng hơn trong việc bảo quản tài sản cho chính mình. Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những chiêu trò mới tinh vi hơn, táo tợn hơn nhằm chiếm đoạt tiền bạc, tư trang của nhiều người nhẹ dạ cả tin. Và để hiểu rõ hơn những mánh khóe của chúng, hãy cùng Nguyễn Nguyên Khang theo dõi tình huống để được ekip Chuyện Cảnh Giác của chúng tôi tái hiện lại sau đây quý vị nhé. Ở bệnh viện thì ngày nào cũng vậy, cùng tấp nập người qua kẻ lại, ai cũng vội vã, nhưng dường như cặp nam nữ này thì không như vậy. Họ không giống như những người dân khác đến đây để chữa bệnh. Cùng theo dõi từng động thái của họ quý vị nhé. Những hành động tưởng chừng như rất đổi bình thường nhưng lại khiến nạn nhân gặp rắc rối vì rơi vào tầm ngắm của hai tên này. Chúng đi theo phía sau bà, nháy mắt ra tín hiệu cho nhau chuẩn bị hành động. Tháng nào tôi cũng đi lên đây khám bệnh hết trơn á, mà tôi cũng đi có một mình và đi bằng xe buýt. Lúc khám xong tôi đi ra trạm chờ xe, tự nhiên có một cậu thanh niên nhào tới ôm lấy tôi, nhận tôi là mẹ. Mẹ, 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 mẹ. Gì vậy? Về nhà tụi con đi mẹ. Về nhà tụi con đi mẹ. Về nhà tụi con đi mẹ. Mẹ sao làm người rồi? Cậu có quen biết cái gì đâu mà làm người rồi? Cô này không phải mẹ mình. Dạ cô ơi. Mẹ gì? Cô cho tụi con xin lỗi. Tại vì cô mặc bộ đồ giống mẹ tụi con quá nên tụi con nhìn lầm á. Xin lỗi cô. Đi kiếm mẹ đi anh. Dạ dạ chào cô nha. Lúc đó tôi đâu có biết cái gì. Tôi hết hồn, tôi xô cậu ta ra. Cậu ta xin lỗi tôi rồi bỏ đi. Khi mà cậu ta đi rồi á, tôi kiểm tra tôi thấy mất cái bóp tiền. Bóp tôi. Bắt tôi rồi, bắt lại. Sau phi vụ thành công ở bệnh viện, hai tên lừa đảo này liền đổi khu vực hoạt động để tránh bị phát hiện và truy bắt. Lần này, địa điểm mà bọn chúng chọn cũng là nơi đông người, tấp nập. Bọn chúng có tái sử dụng lại chiêu trò như trên hay sử dụng một chiêu thức khác để trộm tài sản? Cùng xem quý vị nhé! Họ cũng tới chợ rồi. Xe phía cây đúng không? Tiền cũng rút rồi. Dạ rồi. Tôi đang tính đi vô chợ thì lúc đó có người con gái nhìn mặt đẹp lắm mà ngang ôm lấy tôi, hình như là nhìn lầm tôi là người yêu của cổ vậy đó. Anh, em biết lỗi của em rồi mà, anh tha lỗi cho em nha. Lần sau em không có dạy nữa đâu nha. Tôi đâu quen cô đâu. Quen số không, anh là người yêu của em mà sao không quen được. Anh đừng có giận em nha. Anh người yêu của cô trong chợ kìa chứ tôi đó. Không, anh là người yêu của em mà sao em lộn được nha. Rồi sao? Nhanh. Cô không có quen cô nữa thiệt. Vậy thôi, chắc em lộn mà. Tự dưng có người con gái đẹp ôm mình, tôi cũng mắc cỡ lắm. Mặc dù vậy nhưng mà tôi vẫn cảnh giác sờ vào túi quần của mình thì không thấy cái bóp tiền đâu nữa. Tôi đoán chắc là cổ đã lấy nên giữ tay cổ lại. Ê, cô lấy cái bóp của tôi đúng không? Cái bóp tiền của tôi. Nè, bóp gì? Sao anh hỏi tôi? Rõ ràng tôi lấy trong vỏ đi ra rồi bây giờ cô qua đây, nãy giờ cô đứng cô ôm tôi người yêu. Bóp tiền của tôi đâu? Bóp anh á, anh để trong người anh, sao anh hỏi tôi? Nếu mà tôi lấy tiền của anh á nè, anh kiểm đi coi có bóp anh không? Cô này cô lấy cái bóp tiền của tôi nè. Anh ơi, anh này á thấy tôi con gái đi một mình là tính sàm sỡ đó.
Tôi kêu bà con tới, bà con ơi, sàm sỡ tôi nè. Thấy chưa, anh này nè, thấy em đi một mình á rồi tính sàm sỡ em với chị. Sao vậy, sao mà đàn ông con trai mà đi sàm sỡ người ta chưa, đàn bà con gái trước mặt. Rồi, gì kỳ vậy? Tại sao đi hạ vậy? Anh lộn ai rồi, dạ, ai muốn bóp anh. Nè, anh không cho tôi đi á là tôi báo công an á nha. Lúc đó nói thiệt chứ trong người cô ta không có cái bóp tiền của tôi, lại không có bằng chứng gì hết. Người dân gần đó không biết ai thật ai giả nên cũng bỏ đi. Tôi tức lắm, hành động của tụi nó quá nhanh. Mặc dù biết nhưng mà vẫn không có cảnh giác kịp. Vậy là với thủ đoạn giả vờ nhận là người thân quen, các đối tượng lừa đảo này đã thành công trong việc khiến cho nạn nhân rơi vào trạng thái ngạc nhiên và hoang mang. Ngay sau đó liền giở trò móc túi lấy tài sản và nhanh tay truyền cho đồng bọn của mình tẩu tán. Các nạn nhân mặc dù biết mình đang bị gài bẫy cũng không thể làm gì được bọn chúng, đành ngậm ngùi để bọn chúng ôm tài sản của mình cao chạy xa bay. Thưa quý vị, hành động của bọn lừa đảo quá nhanh và nguy hiểm đúng không ạ? Chúng thường hay rình rập ở những nơi đông người như là cổng chợ hay bệnh viện. Khi mà thấy đối tượng, bọn chúng liền giả vờ nhận người quen rồi bất ngờ ôm chầm lấy nạn nhân. Lợi dụng khi mà họ chưa hiểu ra chuyện gì, chúng luồn tay vào túi áo móc trộm tài sản. Vậy nên để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như hai nạn nhân trong tình huống chúng tôi vừa tái hiện thì mọi người, nhất là những người thường xuyên đến những nơi đông người, phải luôn cẩn thận, tỉnh táo, phải biết quản lý tài sản của bản thân và thậm chí là tiền bạc tư trang thì chúng ta cũng nên để ở những vị trí kín đáo nhất. Tốt nhất là không nên mang quá nhiều tiền mặt khi ra đường quý vị nha.